Bóng đá Việt Nam nhận tin cực vui, VFF quyết tâm hướng tới World Cup 2026. Việc Liên đoàn bóng đá thế giới trao cho bóng đá châu Á 8,5 suất tham dự World Cup 2026 đưa tới cho bóng đá Việt Nam những cơ hội cùng với thách thức. Nói như Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, chỉ khi nào đội tuyển Việt Nam lọt vào top 10 châu Á, như chỉ tiêu được chính phủ đặt ra trong chiến lược phát triển bóng đá đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thì mới có cơ hội giành suất đến sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm nữa. 4 năm, quãng thời gian không phải là dài cho một lộ trình chuẩn bị và ngay từ bây giờ, Việt Nam cần phải thực hiện ngay, có những đề án World Cup 2026 thì mới kịp. Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho VFF bắt tay vào xây dựng đề án để sớm báo cáo các cấp có thẩm quyền. Trước hết, cần phải xác định rõ lứa cầu thủ nào sẽ được đưa vào dự án nói trên. Một quan chức của VFF cho biết, VFF dự kiến sẽ thiết lập danh sách nguồn vào khoảng 60-70 cầu thủ, gồm thế hệ từng tham dự World Cup U20 năm 2017, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, thế hệ từng vào top 4 ACS 2018, tứ kết ACS 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và thi đấu 10 trận ở vòng loại này, thế hệ giành huy chương vàng SEA Games 30-31, thế hệ tham dự giải U23 châu Á 2022. Đến cuối năm 2023 và năm 2024, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam có cơ hội tham dự vòng sơ loại thứ 2 World Cup. Các cầu thủ này ở độ tuổi từ 21 tới 28 đều thích hợp cho sự chuẩn bị tới World Cup. Đó là về mặt con người. Một quan tâm tiếp theo của VFF chính là về nguồn lực chuẩn bị cho mục tiêu này. Ai cũng biết, bóng đá Việt Nam thì không quá là dư giả về tài chính. Thực hiện mục tiêu lớn là World Cup thì cần phải có quỹ tài chính dồi dào, phục vụ cho toàn bộ lộ trình chuẩn bị, bao gồm cả những việc thuộc về kỹ thuật như mua sắm trang thiết bị, tập luyện, tăng cường dinh dưỡng cho các cầu thủ, trả lương cho các chuyên gia. Do đó, VFF cần phải có cầu nối với các doanh nghiệp, các tổ chức lớn nhằm thu hút nguồn lực cho toàn xã hội. Về điều này, VFF làm rất tốt, vì vừa mới đây thôi thì VFF đã khiến cho cả nền bóng đá Việt Nam có một niềm vui lớn khi mà thu hút được thành công sự hỗ trợ từ doanh nghiệp. Cụ thể, vào ngày hôm qua, ngày 24 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố gói hợp đồng hỗ trợ giá trị gần 100 tỷ đồng với tập đoàn Động lực trong 4 năm tới. Tổng số tiền được dùng cho các mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới. Theo đó, Động lực sẽ tiếp tục là nhà tài trợ của bóng đá Việt Nam trong 4 năm, từ 2022 tới 2025. Số tiền giá trị tài trợ là gần 100 tỷ đồng, gồm cả tiền mặt và hiện vật. Trong giai đoạn tới, Động lực sẽ tiếp tục cùng với VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam và các sản phẩm tài trợ, bao gồm tài trợ bóng thi đấu Cobra, mẫu đạt tiêu chuẩn cao nhất của FIFA và các giải chuyên nghiệp quốc gia, gồm V-League, bóng thi đấu Futsal đội tuyển quốc gia, bóng SEA Games 31 đạt tiêu chuẩn FIFA Quality Pro, trang phục trọng tài. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 24 tháng 10, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đánh giá cao sự hợp tác của Tập đoàn Động lực. Theo ông, những đóng góp của tập đoàn cho thể thao và bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là đáng trân trọng. Đại diện Tập đoàn Động lực, Giám đốc Đối ngoại Mai Thế Hương cho biết, trong 25 năm qua, Tập đoàn Thể thao Động lực luôn đồng hành cùng với VFF và công ty VPS tại rất nhiều giải đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Chúng tôi biết rằng sự phát triển vững chắc bắt đầu từ giai đoạn ươm mầm cho lớp bóng đá trẻ. Chính vì vậy, bên cạnh những giải chuyên nghiệp, Động lực vẫn luôn dành sự quan tâm cho các giải bóng nhi đồng thiếu nhi từ U9 cho tới U21, các giải cho học sinh, sinh viên. Chúng tôi cũng cùng tài trợ với các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Hệ thống các giải bóng đá 7 người toàn quốc, lực lượng vũ trang, các liên đoàn bóng đá địa phương như là Hà Nội, Sơn La, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và các vùng miền gặp khó khăn với tổng giá trị tài trợ gần 20 tỷ đồng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Vấn cũng đánh giá cao về những đóng góp của tập đoàn trong nhiều năm qua. Đấy thật sự là một niềm vui cho VFF và toàn thể những người làm bóng đá Việt Nam đã nhận được một nguồn động lực rất to lớn. Đây sẽ là đòn bẩy để cho bóng đá Việt Nam có thể tiếp tục trong những năm tới. Bóng đá Việt Nam đang từng bước vươn tầm và chúng ta đang leo dần lên tầm vóc của một đội bóng lớn chứ không phải là luẩn quẩn trong sân chơi của Đông Nam Á. Năm 2023 tới đây, Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất của bóng đá Đông Nam Á, sánh bước cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ 3 vòng chung kết châu Á. Bóng đá Việt Nam đã giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023, chung kết U20 châu Á 2023, vòng chung kết U17 châu Á 2023. Truyền thông Thái Lan đã ca ngợi rằng Việt Nam là một quốc gia duy nhất của bóng đá Đông Nam Á, đứng chung với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Uzbekistan và Tajikistan. Truyền thông của Indo khen hết lời, bóng đá Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Các nền bóng đá khác như Thái Lan, Malaysia, Indo chỉ có thể là tham dự 2 giải đấu. Có những điều đặc biệt rằng Malaysia vô địch U19, Indo vô địch U16 Đông Nam Á 2022, hai đội thì đều bị loại ở sân chơi châu Á. Việc Việt Nam mang tới sự khác biệt đã đặt một mục tiêu khá lớn cho suất tham dự vòng chung kết châu Á, thay vì những tính toán là dồn sức cạnh tranh ở các danh hiệu trẻ trong khu vực.
Người hâm mộ Việt Nam thì thật sự hài lòng và tự hào với tư thế mới của bóng đá nước nhà. Chúng ta đã đánh bại trước Thái Lan trong 5 năm vừa qua trong mọi cấp độ, vươn tầm của châu Á với tư cách là một quốc gia phát triển mạnh về toàn diện bóng đá. Đó là về phương diện châu lục, còn ở tầm thế giới thì chúng ta cũng đã vừa làm cho cả Đông Nam Á phải ngả mũ thán phục. Khoảnh khắc hai chữ Việt Nam được giơ lên tại lễ bốc thăm mang tới sự xúc động đầy tự hào, đó là World Cup, ước mơ của mọi nền bóng đá trên thế giới. Đó là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu bóng đá và đất nước Việt Nam ra thế giới. Tên tuổi bóng đá Việt Nam xuất hiện trên khắp thế giới khi mà truyền thông đăng tải về lễ bốc thăm và vòng bảng World Cup 2023. Báo chí thế giới đã đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam, các đối thủ như là đội tuyển nữ Mỹ. Chúng ta sẽ tự hào và xúc động mãnh liệt vào năm tới khi mà đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài ở World Cup. Quốc ca, quốc kỳ, cầu thủ Việt Nam và nụ cười Việt Nam sẽ xuất hiện ở kỳ World Cup. Nghe đến thôi đã thấy tự hào và nhìn lại những giọt nước mắt hạnh phúc của những cầu thủ trên thế giới đã lần đầu tiên tham dự World Cup. Nên nhớ World Cup là một danh hiệu rất tốt cho mọi quốc gia, là một thương hiệu nơi mà có nước mắt, nụ cười, tinh thần và niềm tự hào. Ở đó người hâm mộ trên toàn thế giới đã theo dõi và cả truyền thông cũng đã nhắc tới. Sự thật là rất hạnh phúc khi mà bóng đá Việt Nam ngày càng vươn tầm, FIFA, AFC đều phải nhìn chúng ta bằng một con mắt khác. Đó là nhờ chúng ta có những vị huấn luyện viên giỏi. Nhưng mà phần quan trọng nhất, đằng sau hai sự thành công tạo ra thế giới cho bóng đá Việt Nam, đó chính là sự nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với một kế hoạch bài bản, đầu tư đúng đắn, đội tuyển Việt Nam đã có một tháng sang Tây Ban Nha để tập huấn trước khi tranh tài ở Asian Cup 2023 và có những chuyến tập huấn ở nước ngoài vươn tầm quốc tế để đội tuyển được cọ sát, có kinh nghiệm. Vai trò lãnh đạo của VFF thật sự quan trọng vì không có năng lực, tư thế, giỏi ngoại giao thì không thể làm những điều như thế. Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã xứng đáng để được nhắc tới. Với tư thế thì ông có một ảnh hưởng rất lớn tới Liên đoàn bóng đá châu Á. Ông Trần Quốc Tuấn đang là vị trưởng bàn thi đấu AFC, vị quyền chủ tịch VFF đang là người đại diện cho tầm vóc của bóng đá Việt Nam ở góc độ ngoại giao, đối ngoại với các liên đoàn bóng đá ở châu Á và thế giới. Ở các giải đấu lớn như là U23 châu Á 2022, AFC Cup thì ông Tuấn đều được dự khán trận chung kết, thậm chí là đại diện cho AFC lên trao thưởng. Tầm ảnh hưởng rất lớn của quyền vị chủ tịch VFF cũng là một bộ mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi mà nhìn ra châu lục. Do đó thì ông Trần Quốc Tuấn cũng đã góp phần nâng cao vị thế của đội bóng nước nhà. Hãy lấy một ví dụ, Thái Lan và Indo đang thiếu ổn định, chủ tịch FAT PSSI đang bị người hâm mộ phản ứng. Ông Trần Quốc Tuấn rõ ràng đã làm rất tốt so với các người đồng nghiệp khác trong một tư thế là nổi bật nhất. Sự hòa nhập và nâng cao tư thế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đó là một cách nhìn toàn diện và đặc biệt quan trọng. VFF đã có tiếng nói quan trọng, tư thế ở AFC thì việc kết nối tạo điều kiện cho các đội tuyển quốc gia tập huấn thi đấu sẽ dễ dàng hơn. Nâng tầm một nền bóng đá cần phát triển ở mọi cấp độ và bóng đá Việt Nam đang làm rất tốt. Đây chính là một tiền đề để nghĩ tới tham vọng World Cup 2026 cho đội tuyển Việt Nam khi mà mọi cấp độ trẻ thì đều được thi đấu ở sân chơi châu lục vào năm sau.